Xin chào mọi người đã quay trở lại với Mọt Game. Sau khi kết thúc chapter 2 của Your Turn to Die, tùy vào sự lựa chọn của người chơi mà những diễn biến trong chương 3 sẽ có sự thay đổi. Vậy chuyện kinh khủng gì đang chờ nhóm bạn trẻ trong phần này? Hãy cùng Chloe theo dõi trong video ngày hôm nay nha. Sau khi những sự kiện trong chương 2 kết thúc, con búp bê Saffolin yêu cầu những người chơi di chuyển lên tầng tiếp theo, nơi nhóm bạn sẽ tìm thấy các cổ quan tài đặt những con búp bê mô phỏng theo các nạn nhân xấu số trong trò chơi tử thần. Con búp bê được làm phỏng theo Sir Theory bất ngờ mở mắt. Tự giới thiệu, mình là người phụ trách tầng này rồi yêu cầu Sarah đặt tên cho gã. Nếu từ giờ mọt tôi sẽ gọi con búp bê này là Midori để tránh nhầm lẫn với Sir giả mạo. Ngay sau đó, những con búp bê bắt đầu sống dậy dưới sự chỉ đạo của Midori để chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo. Trò chơi tử thần. Mỗi người chơi sẽ bắt cặp ngẫu nhiên với một con búp bê. Cả hai được kết nối bằng một sợi dây laser nối giữa hai chiếc vòng cổ và sẽ chết nếu cách nhau quá xa. Nhiệm vụ chính lần này sẽ là phải tiêu diệt con búp bê Midori bằng mọi cách có thể. Sau khi phổ biến xong luật chơi, Midori biến mất trong bóng tối để lại nhóm bạn vẫn còn đang bàng hoàng. Theo kết quả bắt cặp ngẫu nhiên, tùy vào việc Sư hay Kana sống trong chương 2, họ sẽ bắt cặp với con búp bê to cao tên Kurumada. Kyutaro bắt cặp với cô nàng Mai, Keiji với nữ sinh tóc hồng Hinako, Reiko hoặc Alice sẽ bắt cặp với cô gái Hooded Anzu, Gin với nhân viên văn phòng Hayasaka, và cuối cùng là Sara với cậu trai tóc trắng Ranmaru. Sau khi Midori biến mất, một con quái vật sẽ xuất hiện tấn công nhóm bạn, tuyên bố trò chơi đã bắt đầu. Vượt qua con quái vật đó, cả nhóm sẽ đến một cánh cổng đóng kín được xây theo phong cách Nhật Bản. Trên cổng có dán bản đồ của tầng này. Đi theo tấm bản đồ và vượt qua những thử thách trên đường, nhóm bạn sẽ đến với căn phòng treo đầy ảnh chụp của những người xấu số. Bức ảnh chụp Midori lúc này sẽ lên tiếng, tiết lộ rằng gã biết về quá khứ của những người chơi cũng như lý do tổ chức Asunaro ép họ tham gia trò chơi này. Midori cũng bật mí rằng nhóm bạn có thể tự tìm lại ký ức đã mất ở tầng này và nhắc nhở họ nhanh lên vì một khi pin của những con búp bê hết, trò chơi sẽ kết thúc. Bị giới hạn về thời gian, cả nhóm quyết định sẽ chia ra tìm cách tiêu diệt Midori. Sara và người đồng đội Ranmaru sau đó sẽ bước vào một căn phòng búp bê màu hồng để điều tra. Tại đây, họ được cô nàng búp bê Maple phụ trách căn phòng tiết lộ. Chỉ một người có thể sống sót rời khỏi trò chơi tử thần. Còn búp bê rời đi ngay sau đó. Ranmaru lúc này mới bảo dường như trong nhóm của họ có một người được tổ chức Asunaro cài vào, nhưng không nói rõ đó là ai. Sau một thời gian tìm kiếm, cả nhóm tìm thấy những tờ câu đố tiết lộ vị trí của Midori. Và phải mất một lúc sau, họ mới đến được phòng thu phát bí mật và tìm thấy vòng cổ của Midori ở đó. Midori sau đó sẽ xuất hiện để đòi lại chiếc vòng cổ. Gã đe dọa nhóm bạn trả lại vòng cổ, nói rằng khẩu súng của mình có 4 viên đạn. Nếu nhóm bạn không trả lại vòng cổ, gã sẽ nổ súng. Biết rằng Midori nói là làm, Sara bắt đầu lên tiếng thương lượng họ sẽ chơi một trò chơi. Midori vui vẻ đồng ý, lấy từ trong túi ra một nút bấm và đề nghị họ sẽ chơi trò tag. Luật chơi giống như một trò đuổi bắt. Vòng cổ quay phát sáng thì người đó sẽ là nó. Nó có quyền đổi vai bằng cách chạm vào người khác. Sau một giờ, ai là nó sẽ thua cuộc. Nói xong, Midori lại chạy mất. Người đầu tiên nhận tác là Sara và sau đó được chuyển cho Keiji. Khi thời gian một tiếng gần hết, cả nhóm được mở một lối đi bí mật trong thư viện, dẫn đến nơi Midori đang ở. Tuy nhiên, khi nhóm bạn chuẩn bị chuyển tác cho Midori thì phát hiện họ phải đưa vòng cổ cho Midori mới chuyển được tác. Trong lúc tranh cãi phải làm gì tiếp theo, cả nhóm phát hiện không thấy Kyutaro và cộng sự Mai của anh ta. Họ vội vàng quay lại tìm và nhìn thấy cảnh Mai hạ sát Kyutaro tại khu nghĩa trang được chiếu trên màn hình. Đến lúc này, Mai mới tiết lộ nhiệm vụ của những con búp bê là tiêu diệt người chơi trước khi người chơi tiêu diệt Midori. Lo cho Kyutaro, cả nhóm lập tức chạy đến khu nghĩa trang. Mai thấy Kyutaro là người khỏe mạnh nên dù bị thương thì anh vẫn an toàn sau cú đâm đó và phản đòn lại. Kitaro sau đó lên tiếng kêu gọi những con búp bê hợp tác với người chơi và được hưởng ứng, ngoại trừ con búp bê Hinako làm đồng đội với Keiji. Đến cả Mai cũng xin lỗi về hành động của mình. Tạm gác lại chuyện đó sang một bên, cả nhóm quyết định quay về tìm Midori trước khi trò chơi tag kết thúc. Nhưng Midori lại đột nhiên xuất hiện sau lưng họ với chiếc vòng dự phòng và tuyên bố trò chơi đã kết thúc, nhưng không ai phải chết cả. Midori sau đó sẽ ném khẩu súng về phía Keiji làm anh ta sợ hãi lùi lại, đồng thời kích hoạt ký ức bị mất của Keiji. Giúp ta biết rằng Keiji có ước mơ làm cảnh sát vì hâm mộ một người cảnh sát đi trước. Nhưng khi Keiji bắt đầu nhận việc, thì vị cảnh sát kia đã bị đuổi vì cố điều tra mặt tối trong ngành. Thế rồi, trong một lần truy bắt kẻ tình nghi, Keiji đã vô tình nổ súng bắn nghi phạm. Và nghi phạm đó lại chính là người cảnh sát anh sùng bái khi xưa.
Khủng khiếp hơn cả là Kenshi nhận ra Midori chính là người đã làm anh ta vô tình nổ súng khi ấy. Đau khổ, quá khứ bị dồn nén khiến cho Kenshi tức giận thề rằng anh chắc chắn sẽ bắt Midori phải trả giá. Đáng tiếc, nỗi sợ của Kenshi đã bị Midori nắm thóp. Bằng cách thao túng tâm lý Kenshi, Midori đã thành công để anh rơi vào quan tài, nơi Kenshi bị tra tấn bởi ảo ảnh của người anh từng sùng bái. Midori sau đó nói rằng Sara có thể cứu Kenshi nếu cô đồng ý ký vào bản hợp đồng với điều khoản bị bôi đen. Sara có thể chọn ký hoặc không, nhưng nếu không nhanh lên, cổ quan tài sẽ nóng dần và biến Kenshi thành một miếng beefsteak tươi sống. Vì lo cho bạn, Sara quyết định ký, nhưng cô búp bê Ranmaru lại xé rách hợp đồng trước khi Sara kịp làm điều đó. Ranmaru sau đó sẽ đi đến quan tài và hỏi Kenshi đang nghĩ gì. Lúc này Kenshi có lẽ đã bình tĩnh lại. Anh nói rằng mình đã sẵn sàng đón nhận cái chết, vì anh hiểu mình không thể đổ mọi lỗi lầm trong quá khứ cho bất kỳ ai ngoài bản thân. Nghe vậy, Ranmaru hứa rằng cậu sẽ giúp Kenshi ra ngoài, đồng thời kêu gọi những con búp bê khác hãy hợp tác, đứng lên chống lại Midori. Midori thấy thế thì vui vẻ bảo rằng còn một cách khác để cứu Kenshi, nhưng có lẽ không ai kịp làm điều đó, rồi bỏ đi. May thay, sau một thời gian tìm kiếm, họ biết được về việc những con búp bê sẽ phát nổ khi hết pin và tìm thấy bàn điều khiển quan tài. Tuy nhiên, bãi điều khiển lại được khóa nhiều lớp nên nhóm bạn phải chật vật tìm cách mở khóa. Khi mở đến lớp khóa bảo mật thứ 3, màn hình yêu cầu phải quét mã ID của Midori. Cả nhóm dễ dàng tìm thấy tấm thẻ. Nhưng khi họ định làm điều đó, AI của Shin Tsukumi lại xuất hiện và cảnh báo đó là một cái bẫy. Theo lời AI Shin, thì tấm thẻ họ nhận được là giả, còn tấm thẻ thật đang nằm trong tay của búp bê Maple. Đương nhiên việc đó không hề dễ dàng, Maple sẽ phát điên và đuổi theo nhóm bạn để đòi lại tấm thẻ. Có rất nhiều người đã bị thương sau chuyện này. Sau khi quét thẻ ID mở khóa hệ thống an ninh thứ 2, video trước khi chết của các búp bê sẽ được chiếu trên màn hình và kết thúc bằng câu nói: nếu các búp bê muốn được sống, họ phải tiêu diệt những người chơi. Như một cách Midori đang làm lung lay ý định hợp tác của hai phe búp bê và con người. Dù vậy, nhóm bạn vẫn lên kế hoạch cứu sống anh bạn búp bê Kirimada bị thương nặng nhất sau cuộc chiến với Maple. Trong quá trình này, các nhân vật sẽ dần tìm về những ký ức đã bị lãng quên của chính mình. Nhưng dù ký ức bị mất của mọi người có khác nhau, thì tất cả đều có một điểm chung. Đó là họ đã từng tiếp xúc, thậm chí thân với Midori, bị gã đẩy vào tình cảnh tuyệt vọng và buộc phải ký một hợp đồng bí ẩn mang tên Asunaro. Vạch trần bí mật. Sau khi tìm thấy bản hợp đồng đầy đủ, Sara và Ranmaru sẽ biết rằng những người ký tên đã đồng ý cống hiến cho tổ chức Asunaro để đổi lấy một điều ước, kể cả việc tham gia trò chơi tử thần. Midori sau đó xuất hiện, thừa nhận việc mình cố tình tiếp cận người chơi, đẩy họ vào tình cảnh khốn cùng, rồi lừa họ ký vào bản hợp đồng. Tuy nhiên Midori cũng nói rằng đây là một vụ trao đổi công bằng, vì người chơi cũng có được điều ước họ muốn. Sara hỏi, vậy tại sao cô lại ở đây, trong khi cô không hề ký vào bản hợp đồng? Midori nở nụ cười đáng sợ bảo rằng, có lẽ ai đó đã ước Sara tham gia vào trò chơi này. Rồi tỏ ra tán thưởng Sara vì cô là một người có thể làm tất cả để sống, thậm chí là thao túng tâm lý, lợi dụng người khác, sát hại họ, rồi đeo chiếc mặt nạ vô tội lên người. Midori tiếp tục đã kích tinh thần Sara bằng cách ám chỉ sự ra đi của Joe đã được sắp đặt để làm lung lạc tinh thần của cô. Đối mặt với sự tức giận của Sara, Midori cười khẩy, tiếp tục giày vò tâm trí cô, cho đến khi Ranmaru lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Cuộc vui bị gián đoạn, Midori mỉm cười trao tag cho Ranmaru, cảnh báo rằng nếu không chuyển tag cho người khác, cậu ta sẽ đi đời. Sau đó chào tạm biệt Sara rồi bỏ đi. Kirimada đang hấp hối nói rằng Ranmaru có thể chuyển tag cho cậu ta. Ranmaru từ chối, vì dù chỉ là AI, cậu vẫn có tâm trí của một con người. Hinako thấy vậy thì quyết định giúp đỡ, cô dẫn Ranmaru đến căn phòng reset vòng cổ. Tuy giữa chừng bị Midori phá rối, nhưng họ vẫn thành công cứu sống Ranmaru. Lúc này, thời gian đếm ngược để cứu Kenshi sắp hết. Cả nhóm lập tức quay về tìm cách mở nắp quan tài, giải thoát cho Kenshi, nhưng không được. Trong lúc nguy cấp, Midori lại xuất hiện, đưa bản hợp đồng cho Sara ký để đổi lấy cơ hội cứu Kenshi. Nhưng sau khi Sara ký tên, Midori lại trắng trợn tuyên bố Kenshi đã qua đời được một lúc nên không cứu được. Ranmaru nhận thấy điều khác thường nên cho rằng Midori đang nói dối. Có lẽ Kenshi đã thoát ra ngoài bằng cách nào đó và vẫn còn sống. Vậy nên mặc kệ là tuyên bố của Midori, mọi người bắt đầu tản ra tìm kiếm Kenshi. Cả nhóm sau đó nghe thấy giọng của Kenshi yêu cầu Sara cầm thẻ ID thật của Midori đến phòng học một mình gặp anh ta. Như một làn khói ập đến che mờ tầm mắt Sara, một đoạn cutscene sẽ xuất hiện.
cho ta biết rằng Kyutaro và Mai đã cứu được Kenshi. Cả ba đồng thời cũng tìm được cách hoàn thành trò chơi mà không ai phải hy sinh bằng tấm thẻ ID của Midori. Quay về hiện tại, làn khói làm Sara bất tỉnh. Kenshi vội vàng đón được cô, nhưng một bàn tay vươn ra từ trong màn sương và... Lúc Sara tỉnh lại, mọi người đều đã tập hợp trong phòng học, nhưng không ai nhìn thấy Kenshi. Không còn thời gian để quan tâm đến điều đó, cả nhóm quyết định cầm tấm thẻ ID đến nghĩa trang để thực hiện nghi thức kết thúc trò chơi theo sự chỉ đạo của Kyutaro. Tuy nhiên Midori lại xuất hiện tiếp tục làm lung lạc tâm trí mọi người bằng cách tiết lộ Kana và Sư là anh em ruột. Không dừng lại đó, Midori còn lấy tấm thẻ ID trong tay Ramaru, nói rằng Ramaru đã ăn trộm tấm thẻ và phản bội nhóm bạn. Nhưng Ramaru vội thanh minh rằng cậu ta lấy tấm thẻ chỉ vì muốn cài cảm xúc của Joe vào cơ thể mình, để có thể an ủi Sara chứ không định đưa nó cho Midori. Cả nhóm sau đó sẽ có một trận chiến với Midori, nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn gã. Midori cố khiêu khích nhóm bạn lần cuối bằng cách bảo họ cứ thử thực hiện nghi lễ nếu muốn, rồi bỏ đi. Để thực hiện nghi lễ, các búp bê phải nằm lại vào trong quan tài. Dù sợ hãi, nhưng họ vẫn nằm vào trong. Chào tạm biệt những người chơi lần cuối, trước khi nắp quan tài đóng lại. Những cổ quan tài sau đó sẽ chui xuống lòng đất, kích hoạt cơ quan mở cánh cổng chính dẫn đến một căn phòng tối. Tại đây, họ gặp một người đàn ông mặc vest, trông giống như Slenderman. Nếu bạn còn nhớ thì gã này chính là tên Meister phụ trách trò cò quậy Nga ở chương 1. Midori và hai cổ quan tài màu trắng xuất hiện sau lưng Meister. Gã yêu cầu người chơi chọn ra một người bước vào trong quan tài và Midori sẽ ở trong cổ quan tài còn lại. Cậu bé Jin xung phong tham gia và trò chơi chính thức bắt đầu. Cò quậy Nga bản mở rộng. Meister dẫn cả nhóm vào một căn phòng trống. Chỉ có một cỗ máy khổng lồ đựng 9 cổ quan tài được đánh số ngẫu nhiên. Bên trong là Jin, những cô búp bê đã đồng hành cùng họ, Midori và có thể có cả Kenshi đang mất tích. Meister nói rằng họ và Midori sẽ thay phiên chọn quan tài. Bên nào chọn trúng cổ quan tài chứ Midori trước sẽ chiến thắng. Nếu họ chọn sai, một mũi khoan khổng lồ sẽ đâm xuyên quan tài nghiền nát người đang ở bên trong. Và đương nhiên vì Midori đang nằm ở trong quan tài nên gã sẽ đọc số. Còn Meister ấn nút chọn thay gã. Midori nằm trong quan tài, thậm chí hài hước tiết lộ rằng trò chơi sẽ kết thúc khi gã hoặc Gin bỏ mạng. Trong lúc cả nhóm đang bàn luận để tìm ra cổ quan tài chứa Midori, họ nhận ra gã từng là một con người và cơ thể của gã được chia nhỏ ra để ghép vào những con búp bê khác. Vì nên có thể nói Midori là nửa người, nửa máy. Từng con búp bê liên tục bỏ mạng vì những lựa chọn sai lầm khiến Sara bắt đầu trở nên hoảng loạn. Đột nhiên, cô nhớ về việc mình đã ký hợp đồng với Midori, nhưng vẫn chưa nhận được điều ước, nên lập tức yêu cầu Midori thực hiện điều ước bằng cách bắt gã thay đổi lựa chọn trong lượt tiếp theo. Biến cố bất ngờ này đã khiến cho Midori phải thay đổi sắc mặt. Gã cố bao biện rằng trò chơi vẫn chưa kết thúc, nhưng Meister lại tiếp tục yêu cầu Midori thực hiện điều ước của Sara. Tuy nhiên, điều ước đó của Sara lại làm một người nữa phải ra đi, và trò chơi vẫn được tiếp tục trong sự hả hê của Midori. Nhưng thay vì cảm giác tội lỗi, Sara lại bắt đầu nghĩ rằng cô không làm gì sai cả. Cô chỉ đang hy sinh những con búp bê để tìm thêm manh mối cứu Gin. Dường như một thứ gì đó trong Sara đã dần thay đổi. Khi trò chơi đến hồi gây cấn, Kenshi vốn mất tích bỗng nhiên xuất hiện. Điều này đồng nghĩa với việc có một cổ quan tài trống trong chính cổ quan tài. Nhưng tạm gác lại chuyện đó, Kenshi trấn an Sara, trao cho cô dũng khí để tiếp tục cuộc chơi. Cảm giác cái chết đang cận kề, Midori không còn giữ được vẻ bình tĩnh hay bẩn cợt như trước. Cuối cùng, sau một thời gian đấu trí, trò chơi đã kết thúc khi mũi khoan nằm xuyên qua cổ quan tài chứa Midori. Tuy nhiên, Meister lại quyết định trừng phạt Kenshi vi phạm luật chơi vì đã để trống quan tài. Kyutaro đột nhiên đứng ra giải thích và sự thật sau đó đã được tiết lộ. Sau khi cứu Kenshi ra khỏi quan tài, Kyutaro đã mất vì vết thương Mai từng gây ra cho anh. Kyutaro hiện tại là một con AI mang theo cảm xúc của Kyutaro được Mai tạo ra để giúp nhóm bạn bước tiếp. Điều này có nghĩa là một trong những chiếc quan tài đã bị đâm xuyên có chứa thi thể của Kyutaro thật. Vậy nên họ không phạm luật. Biết được sự thật đau lòng đó, Gin ôm chặt Kyutaro AI và bật khóc. Câu chuyện trong Your Turn to Die Chapter 3.1 cũng kết thúc ở đây. Nhưng trò chơi tử thần vẫn chưa có hồi kết. Hiện Your Turn to Die chỉ ra mắt được bấy nhiêu nội dung nên câu chuyện sẽ tạm dừng ở đây. Có gì Chloe và Tim Mọt sẽ tiếp tục câu chuyện về trò chơi tử thần này khi nhà sản xuất ra phần mới nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.